Tôi cho rằng hành động của cái tên gọi là Nguyễn Văn Thu, và tôi đã xem cái trang cá nhân của tên đó là từ Hải Dương, từ tỉnh Hải Dương. Đấy. Và cái thằng kia thì tôi chưa 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 biết tên là thằng nào, là cái thằng trẻ con á. Thế nhưng mà Hình đây như là một cái là minh chứng, vâng, đây là một cái minh chứng mà tôi đã chia sẻ, là cái bằng chứng mà tôi đã chia sẻ với mọi người ở các diễn đàn và các chương trình của anh Trần Ngơ, là những cái âm mưu đen tối và thâm độc của cái lũ chống cộng cực đoan, những cái bọn mà bôi nhọ và muốn lật đổ Đảng Cộng sản. Đấy là có thật, đấy là có thật. Và vâng. không những cái bọn mà ngu si đần độn là những người già, mà bây giờ cái lớp trẻ, những cái lớp trẻ hiện nay cũng đã có rất nhiều người có những cái tư tưởng như vậy, đã có những cái tư tưởng. Đấy là cái âm mưu của những cái thế lực thù địch đối với đất nước ta, và cái nguy cơ là có thật, chứ không phải là chúng tôi ở đây thổi phồng sự việc, hoặc là bất kỳ một cái bất kỳ một cái có một cái ý gì để mà chống lại đảng và đường lối của nhà nước. Ở đây chúng tôi chỉ nói lên sự thật. Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng coi, và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét cái vấn đề này. Hàng ngày chúng ta coi như xem theo dõi ở trên các trang mạng của các cái thế lực thù địch, những cái tên thù địch ở các trang mạng từ nước ngoài, là chúng vẫn cứ nói rằng chia sẻ ra, chia sẻ ra. Đấy, 300 người theo dõi diễn đàn sẽ thành 900, 1,2 triệu, và từ 1,2 triệu đó nó sẽ phát triển ra thành những một cái làn sóng để chống đối lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và coi như là nhân dân ta đang có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc như thế này. Đây là sự thật. Các bạn, nếu như các bạn rảnh rỗi, các bạn cứ vào các trang của mấy tên như Benny Trương, Tân Thái, Rô Xe Đào, đấy là tôi đọc tên để các bạn chứng kiến. Cái này là sự thật, và thực tế đã có những cái thế lực ở bên trong được hưởng tiền bạc của cái bọn chống cộng cực đoan ở bên ngoài, ở nước ngoài, như là cái kênh Trấn Hưng nước Việt, rồi những cái thằng như là thằng Nguyễn Văn Anh và mấy cái thằng nhóc con đó. Tôi cho rằng đây là bằng chứng có thật, chứ không phải là chúng tôi thổi phồng, hoặc chúng tôi suy luận, hoặc là có cái gì, mà đây là bằng chứng ủng hộ rõ ràng là như vậy, chứ không thể. Vậy thì với các tôi đề nghị các cơ quan chức năng bên an ninh coi như là tìm ngay và nhốt ngay cái bọn chúng nó vào 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 nhà đá, để cho chúng nó hết, coi như đây là một cái âm mưu của chúng nó lật lại lịch sử, sau đó coi như là làm giảm uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam, làm giảm uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khi đảng và nhà nước ta chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng phá rối. Đây là hành động có thật, cho nên những kẻ như vậy là đi ngược lại với cái quyền lợi của những người đang sống một cuộc sống yên bình trên đất nước Việt Nam này. Chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, để cái tiếng nói của chúng ta đến được với đảng và nhà nước, chứ không phải tự chúng tôi đi. Tôi đang ở tận trong này cũng không phải là dễ gì mà đi ra để mà gặp được các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước để nói lên cái vấn đề này. Thế cho nên là còn nói về cái nhân cách đạo đức của hai thằng đó, bây giờ tôi nói với các bạn rằng chắc là
là cha mẹ chúng nó. Cha mẹ chúng nó cũng phải tính tiền. Cần gì phải đốt hương, cần gì phải thắp nhang nữa. Một lần thắp nhang là 3 cây nhang. 3 cây nhang một tháng mà coi như thắp mấy lần là cũng tính bằng tiền. Trong khi đó thì cái tình yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh là tình yêu của những người yêu nước, những người cộng sản đích thực. Và người đã mang lại cho đất nước chúng ta coi như một cái cuộc sống như thế này: hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Vậy thì Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng được hưởng những cái gì mà nhân dân ta dành cho người. Vâng. Dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền của, chúng ta cũng vẫn tự hào rằng chúng ta vẫn còn được nhìn thấy Bác ở trong lăng. Và trên thực tế thì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không biết bao nhiêu những người đến viếng lăng Bác, không những người ở trong nước mà những bè bạn khắp năm châu, người ta nghe nói đến người ta yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người ta yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta đã phải vượt thậm chí là cả nửa vòng trái đất để người ta tới để viếng người. Và tôi cho rằng cái việc mà Đảng và Nhà nước ta để lại cái thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là một cái đường lối rất là đúng đắn, rất là đúng đắn. Đấy là hợp với lòng dân nữa. Vâng, hợp với lòng dân mà còn hợp với lòng dân. Hợp với lòng dân. Và tôi cho rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh người xứng đáng được cái hưởng những cái đó. Và bây giờ chúng ta chỉ thử xem một cái ông Tổng thống Mỹ đi công du ở một nước thôi mà coi như là biết bao nhiêu máy bay, bao nhiêu các loại đi theo, tốn không biết bao nhiêu tiền. Vậy mà chúng nó so sánh một cách vô cùng là khập khiễng, rất là bố láo. Đúng như anh Trần Ngơ đã nói, những nhà thờ kia, những chùa chiền kia mọc nhan nhản khắp đất nước Việt Nam, trên những cái mảnh đất của đất nước Việt Nam. Chúng ta có nói không? Chúng ta không nói đến chuyện đó. Mà tại sao chỉ một mảnh đất để coi như xây cho người một cái lăng để lưu giữ thi hài người, mà chúng lại có những cái luận điệu xuyên tạc, phỉ báng như vậy? Đấy là những cái kẻ vô lương tâm. Đấy là những cái kẻ vô lương tâm. Chúng nó không phải là con người đó, mà đấy là luận điệu. Đấy là luận điệu của cái bọn muốn dựng lại cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa đã chết. Chúng nó đòi đập lăng, rồi thì về đập đi. Chúng mày về đập được cái 3 cái mả ở nghĩa trang Lai Thiêu của thằng Ngô Đình Diệm, thằng Ngô Đình Nhu. Đấy, chưa chắc là chúng mày đã về để đập được, chứ đừng nói là chúng mày đập được lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng tao. Cái lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấy là điều tượng của đất nước. Xin anh cho ý kiến. À, Trần Ngơ rất muốn nghe ý kiến phản biện của anh về vấn đề mà cái thằng nhóc con nó nói là có một bộ cồng kềnh để bảo vệ lăng, thì anh có muốn dạy dỗ thằng này điều gì không, thì xin mời anh nói cho nó nghe về cái điểm này xem. Tôi nghĩ rằng với cái giọng điệu của cái thằng đó, thì khi mà bố mẹ nó chết thì nó lên chặt ra làm nhiều khúc quăng mẹ cho chó ăn đi. Cần gì phải chôn cho nó tốn tiền, cần gì hỏa táng cho nó tốn tiền. Đấy là tôi nói đến mua mả cha ông của nó đập hết đi, để ở trên đất nước Việt Nam này gì cho chật đất. Và
cần gì phải thắp hương nữa cho nó tốn kém. Những cái loại con người vô liêm sỉ như thế, tôi chỉ nói với chúng như vậy được thôi. Cần gì cha mẹ chúng nó chết đi, cha mẹ cái thằng trẻ con đó chết đi, nó hay băm ra, hay chặt xác ra, coi như ném đi cho chó nó ăn, không cần phải cất, không phải chôn cất, không cần phải xây mồ xây mả làm gì, coi như là cho nó chật đất Việt Nam, cho nó tốn kém tiền của bản thân nó. Đấy là một cái thằng đầu trâu óc chó. Vâng, thưa ngài, rất tán thành với những cái câu nói rất mạnh mẽ của anh, và đó là cũng thể hiện rất cái cảm xúc bức xúc của một người dân rất bình thường. Nhưng mà khi nghe những cái luận điệu vô đạo đức, vô liêm sỉ của hai thằng khốn kiếp này, chỉ có những người như anh Trần Ngơ nói là từ 50 tuổi trở ra. Các bạn có biết không, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, chúng tôi là những người đã chứng kiến cái đau thương mất mát của dân tộc Việt Nam đã thấu đến trời xanh. Cái đau thương mất mát của người Việt Nam đã thấu đến trời xanh. Cái lòng xót thương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấu đến trời xanh. Vâng, đúng là anh Vinh Đô nói rất đúng, bởi vì trong những ngày Bác Hồ mất thì trên trời mưa thì đổ mưa. Bởi vậy cho nên nhà thơ Tô Hữu Mai lại... Khi mà đọc và xem cái video clip này, tôi rất là uất ức, và tôi vẫn